Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh ITB Club Channel. Thì hôm nay mời tới đây một gương mặt khá là quen thuộc, đó là em Hồ Bá Tình, chuyên gia về tài chính bất động sản. Xin cảm ơn em đến với kênh ITB Club anh. Channel. Xin chào các bạn, kênh ITB Club. Thì chủ đề ngày hôm nay em tới đây anh muốn hỏi em về cái vấn đề cái sự mất giá của cái đồng tiền đồng tệ của Trung Quốc vừa qua. Mất hơn gần 1%, thì cái đồng tệ là khoảng cỡ khoảng 7.1, 7.2 đổi thành một tệ, thì đó là mất một phiên hơn 1% trong một phiên giá trị của đồng tệ. Thì điều này nó liên tưởng tới cái anh suy nghĩ tới năm 1997, thì tương tự châu Á của chúng ta, cái đồng bạc của Thái Lan nó cũng đã mất giá trị khá là lớn. Trên cái thị trường tài chính, thì ở đây chúng ta không bàn tới nguyên nhân làm sao mà cái đồng bạc nó bị mất giá, hay làm sao mà cái giá trị của đồng tệ nó bị mất giá. Tuy nhiên thì mình muốn một góc nhìn về vấn đề là giá trị của đồng tiền nó bị mất đi thì điều gì sẽ xảy ra. Thì như em thấy năm 1997 đó là một cái làn sóng về khủng hoảng về đầu tư của châu Á, nó đã xảy ra, và ở Việt Nam chúng ta ít nhiều chúng ta cũng đã bị ảnh hưởng, một số các cái dự án bất động sản nó cũng đã dừng lại, tới hiện nay vẫn chưa triển khai được. Thì như em thấy ở công viên 2399 đó là cái mà biểu tượng của năm 1997 hiện nay. Thì theo em thấy thì cái nguyên nhân mà chúng ta thấy là cái sự giảm giá của đồng tệ hiện nay nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Trung Quốc cũng như là châu Á hiện nay hoặc là toàn thế giới. Xin chào anh Phát, xin chào các bạn. Thì đây là một cái sự kiện mà đồng nhân dân tệ là mất giá thì nó nóng trong suốt mấy ngày qua, và chúng ta đã thấy thì cái sự ảnh hưởng của cái đồng nhân tệ mất giá đến cái thị trường tài chính toàn cầu nó như nào. Chẳng hạn như thị trường chứng khoán Mỹ, châu Á, châu Âu đều giảm điểm rất mạnh, vàng thì lên giá rất mạnh, nên chúng ta thấy cái mức độ nghiêm trọng của nó. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải nhìn thấy cái sâu xa phía đằng sau của nó. Thì chúng ta hiểu rằng là tỷ giá ở các nước, tỷ giá thường thường nó biến động một ngày, nó có thể biến động 1-2% là rất bình thường. Chẳng hạn như tỷ giá giữa đồng đô la với lại đồng yên, hoặc là đồng bảng Anh, hoặc là đồng euro, thì nó mất giá 1 ngày 1-2% thì rất là thường xuyên xảy ra. Và một năm có thể nó mất giá đến 20-30% cũng là cái chuyện rất bình thường. Đấy là cái chuyện bình thường. Tuy nhiên tại sao chúng ta thấy lại đồng nhân tệ, khi mà đồng nhân tệ mất giá chỉ có 1-2%, 3% trong một phiên, lại nó ảnh hưởng lớn đến như vậy? Thì nguyên nhân sâu xa của nó là nó nằm ở đằng sau cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, và có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh tiền tệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì đối với lại cái việc mà mất giá của cái đồng bạc rồi đồng ringgit của Malaysia, hoặc là một số cái đồng của Hàn Quốc, thì năm 97 thì cái bối cảnh nó cũng tương đối khác. Thời điểm đấy thì là cái thời điểm mà các nền kinh tế của châu Á mới nổi, thì họ tăng trưởng rất nhanh, họ phụ thuộc rất nhiều vào cái dòng vốn đầu tư nước ngoài, và cái kịch bản của họ là thông thường là họ bị thâm hụt về cán cân thương mại lớn, nên là dẫn đến là sự suy yếu trong toàn bộ nền kinh tế, và cái việc mà nó dẫn đến là họ giữ cái tỷ giá nó không đúng giá trị thực tế, và thứ hai nữa là họ bị tấn công tiền tệ. Thì cộng kết hợp cả với lại cái vĩ mô trong nước yếu, rủi ro với tấn công tiền tệ, nó dẫn đến là cái việc đồng tiền mất giá và khủng hoảng kinh tế. Thì đấy là bối cảnh của 1997. Còn đối với hiện đại với Trung Quốc ấy, với lại Mỹ, thì hiện tại nó hoàn toàn khác. Tức là ở đây thì tại sao lại các đồng khác họ mất giá 5-7%, 1-2% một ngày nó rất bình thường, tại sao Trung Quốc nó chỉ mất 2% lại nghiêm trọng như vậy? Bởi vì chúng ta phải hiểu là ở trên thế giới ấy, thì hiện tại ấy, thì chỉ có một số nước, ít nước là họ cố định tỷ giá theo đồng đô la Mỹ thôi. Trong đấy có Việt Nam và Trung Quốc, là người ta gọi là tỷ giá linh hoạt có kiểm soát. Nên là khi đối với những quốc gia mà sử dụng cái tỷ giá gọi là tỷ giá cố định ấy, tạm gọi là nó là cố định ấy, thì thường thường là ngân hàng trung ương của họ, họ can thiệp vào thị trường tiền tệ bằng cách là họ có thể là mua bán ngoại tệ trên thị trường tiền tệ, và họ có thể là dùng biểu đồ hành chính để họ kiểm soát cái tỷ giá, neo theo một cái tỷ giá của một rổ tiền tệ hoặc là USD. Dẫn đến là khi mà cái đồng tiền này mất giá mạnh ấy, thì nó sẽ phát sinh một cái tâm lý rằng là có phải là ngân hàng trung ương nước này
họ chủ động phá giá hay không, hay là do cái cung cầu trên thị trường, nên nó dẫn đến là cái đằng sau của nó mới là vấn đề nghiêm trọng hơn là vấn đề trên bề mặt. Đấy. Có nghĩa là chúng ta thấy có thể là có một cái ngân hàng thương mại, các cái ngân khố hoặc là ngân hàng trung ương, người ta thấy được một cái tiềm ẩn lớn, người ta điều chỉnh cái tỷ giá đó, chứ không phải là do nhu cầu của cái doanh nghiệp nào đó hay là một cái chiến lược mới. Thí dụ bây giờ để hạ giá cái đồng tệ thì chúng ta thấy là để cho cái bớt thiệt hại nhất cho cái doanh nghiệp của Trung Quốc, bớt thiệt hại nhất. Tuy nhiên thì nếu mà doanh nghiệp bớt thiệt hại nhất của cái Trung Quốc thì vô hình chung là FDI hoặc là những cái đầu tư nước ngoài hoặc là những cái đầu tư gián tiếp trực tiếp thì vô hình chung là đi mất giá. Vâng, bản thân là bây giờ là nếu mà không neo lại thì tôi thấy đầu tư vô đây là trước là 10 tỷ đô thì bây giờ nó chỉ còn là 9 tỷ đô. Vâng. Thì ví dụ như vậy, và chúng ta thấy đó là một cái sự thiệt hại lớn, nếu như mà họ rút vốn về cũng rất là khó. Và hiện nay có một cái trào lưu là người ta đang rút khỏi những cái đầu tư của họ, những nhà máy ở trong Trung Quốc, ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc, đi ra các nước của châu Á như là Ấn Độ hoặc là Malaysia, Đô, Thái Lan, Việt Nam, trong đó có Việt Nam. Thì bản thân rút ra như vậy thì nó cũng làm áp lực cho cái đồng tệ của chúng ta nó hạ thấp xuống. Vâng. Cái đấy là cái nhận định của anh thì chính xác rồi. Tuy nhiên là ở đây thì mình nhìn xuyên suốt một cái. Ở đây thì đây là cái trong bối cảnh của nó. Thì trước đây là ví dụ như vào ngày thứ hai vừa rồi, sau khi mà cái cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc lần thứ 12 ấy, giữa Trung Quốc và Mỹ tại Thượng Hải thất bại, thì Tổng thống Donald Trump tuyên bố là sẽ đánh tiếp 10% lên hàng hóa của Trung Quốc, lên 10% lên khoảng khối lượng hàng hóa là 300 tỷ của Trung Quốc. Thì lập tức là sau đấy thì cái động thái của đồng nhân tệ là nó mất giá từ 6.9 mà lên mức cao nhất là khoảng 7.2 tệ một USD. Thì mất giá lúc đấy là đỉnh điểm của nó là gần 4%. Thì lập tức là Bộ Tài chính Mỹ họ cáo buộc ngay, họ ra thông cáo là họ cáo buộc ngay là Trung Quốc đang phá giá tiền tệ, là thao túng tiền tệ. Thì cái động thái mà cáo buộc như vậy thì nó có nghĩa rằng là nếu mà ví dụ một nước quốc gia giống như Trung Quốc mà bị xếp vào thao túng tiền tệ là lập tức họ bị, khi mà Bộ Tài chính Mỹ họ có thể họ đệ đơn lên IMF hoặc đệ đơn lên bên WTO hoặc là Ngân hàng Thế giới, thì lập tức là Trung Quốc bị trừng phạt về tài chính và bị thuế quan. Nên nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái nền kinh tế Trung Quốc. Tức là đấy là một động thái mang tính chất chính trị nhiều hơn. Thì sau đấy chúng ta cũng thấy là phản ứng của ngân hàng trung ương Trung Quốc, tức là người Trung Quốc thì họ gọi là ngân hàng nhân dân, tuy nhiên là vai trò của nó là như ngân hàng trung ương. Thì lập tức là Trung Quốc họ có một cái thông cáo ngay là họ giải thích là cái việc mà biến động tỷ giá là do cung cầu trên thị trường, chứ không phải là chúng tôi phá giá, và đồng thời họ cũng cam kết rằng là họ giữ cái tỷ giá nó tương đối ổn định. Thì lập tức chúng ta thấy là cái đồng nhân dân tệ từ 7.2 mà họ về chỉ còn là 7.05 thôi. Và đồng thời thì ngân hàng nhân dân Trung Quốc ấy, họ cũng chỉ trích Mỹ rằng là đã khiêu khích và đưa ra những cái nhận xét vô căn cứ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính thế giới. Thì đấy là chúng ta thấy là đồng biến động của nhiều đồng nhân tệ ấy, nó chủ yếu là nó động thái chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc thôi, chứ nó không phải là vấn đề quá lớn về vấn đề về mặt kinh tế. Còn nếu mà chẳng hạn chúng ta thấy, nếu mà một cái kịch bản chúng ta thấy ấy, chẳng hạn như bây giờ Mỹ đánh thuế 10% thì đồng nhân dân tệ họ cũng phải phá giá lên một mức phải 3-4% thì họ bù lại cái thuế đấy, tức là cái họ làm giảm giá trị đồng tiền của họ để họ xuất khẩu được nhiều hơn, và đồ họ hạn chế nhập khẩu, thì đấy là về lý thuyết thì họ bù lại. Thì cái đấy có thể là về mặt chính sách ấy, thì có thể ngân hàng trung ương Trung Quốc họ phải cân nhắc rất là kỹ, bởi vì giống như anh nói thì có thể những cái dòng vốn của đầu tư vào Trung Quốc họ có thể rút ra nhiều hơn, và nó có thể gây ra khủng hoảng kinh tế tại Trung Quốc. Chứ nó không có đơn giản là anh muốn phá giá thì anh phá giá. Đúng rồi. Vâng. Thì anh vẫn đặt câu hỏi thì cái tiếp tục là nếu như sắp tới chúng ta nhìn thấy nếu tiếp tục cái đồng tiền của Trung Quốc lại bị một áp lực nào đó, mà không bàn cái vấn đề lý do. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta nhìn thấy một cái áp lực một lần nữa phá giá, một lần nữa tiếp tục mất giá một lần nữa, thì điều gì sẽ dẫn đến, thì nó có tương tự như năm 97 hay không? Nếu như chúng ta nhìn thấy cái vấn đề sự rút vốn của các nhà đầu tư vào Trung Quốc thì tương đối lớn, bởi vì em thấy là hiện nay là cái thâm hụt thương mại của các nước
với Trung Quốc là khá là cao trên toàn thế giới. Thì đó là một công xưởng trên toàn thế giới. Và khi tỷ giá nó thay đổi thì nó ảnh hưởng tới thương mại rất lớn của Trung Quốc và các nước khác. Và như vậy thì nếu như chính sách của Trung Quốc vẫn tiếp tục là làm cho đồng tệ nó rẻ hơn nữa thì điều gì sẽ xảy ra? Có thể nó sẽ bắt đầu cho những cái cuộc chiến tranh thương mại nó lớn hơn, bởi chúng ta thấy là cái người xuất khẩu và người nhập khẩu và quyền lợi của những người, những các nước mua bán với nhau thì nó đang bị xâm phạm bởi tỷ giá nó đã thay đổi. Hoặc là chúng ta thấy là cái đồng vốn để đầu tư vào Trung Quốc nó đang có một cái xu hướng là rút ra hay là đưa vào tiếp, thì cái này chúng ta sẽ phải tính tới, thì chúng ta có thể dự đoán sơ qua. Chúng ta phân biệt ở đây là phân biệt ra hai cái cơ chế, hai cái vấn đề. Thứ nhất là vấn đề là cái dòng vốn của FDI nó rút khỏi Trung Quốc bởi vì cái gì? Thứ nhất là có hai nguyên nhân, có thể là về khủng hoảng kinh tế, chứ khủng hoảng kinh tế hay là đồng tiền mất giá họ rút. Hai là về cơ hội đầu tư thì họ rút. Tuy nhiên ở đây chúng ta hiểu là ở đây thì do chính sách của Trung Quốc của Mỹ là áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc nên là rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài họ rút lại Trung Quốc, họ chuyển sang các nước khác như Việt Nam hoặc là Myanmar, Malaysia hoặc Indonesia để họ đầu tư, họ tránh cái việc đánh thuế của Trung Quốc của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc. Thì cái làn sóng đấy là làn sóng rất nhiều, đặc biệt là những công ty của Hàn Quốc, những công ty của Nhật Bản và kể cả những công ty của Mỹ thì họ rút ra. Thì đấy là chúng ta thấy cái đầu tiên là ảnh hưởng về cái đấy. Còn về mặt tiền tệ ấy, thì thực tế là cái đồng nhân dân tệ họ tương đối mạnh, chứ họ không đơn giản. Nó mạnh bởi vì cái thứ nhất là chúng ta thấy là cái ở Trung Quốc ấy là cái thặng dư thương mại rất lớn. Thặng dư thương mại của họ là mỗi năm là cũng phải đến mấy trăm tỷ. Và trong mấy năm gần đây thì dự trữ ngoại hối của họ có thể giảm một chút, tuy nhiên là bây giờ nó vẫn còn đến khoảng khoảng 4-5 nghìn tỷ, khoảng gần đây nhất số liệu khoảng 3.600 tỷ đô, tức là một cái dự trữ cực kỳ lớn để họ có thể họ bảo vệ được cái tỷ giá của họ. Tức là 3.600 tỷ đô thì nó tương đương với lại hơn một năm nhập khẩu của Trung Quốc. Thì đấy là một cái lượng ngoại tệ quá lớn thì họ không phải lo lắng gì về vấn đề tỷ giá cả. Nếu mà họ muốn bảo vệ cái tỷ giá của họ thì họ rất đơn giản. Tuy nhiên ở đây là cái động thái của ngân hàng trung ương Trung Quốc ấy, hay là chính phủ Trung Quốc ấy, chắc chắn là họ có xu hướng là họ muốn phá giá đồng tiền của mình. Bởi vì trước đây thì chúng ta nếu mà chúng ta nhìn lại một quá trình lịch sử trước đây ấy, chẳng hạn như từ năm 2006 đến năm 2014 thì cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc là nó liên tục mất giá. Liên tục mất giá từ mức khoảng 8 tệ liên tục lên giá, nó từ khoảng 8 tệ một USD nó xuống chỉ còn khoảng ở mức thấp nhất là khoảng 6.3 tệ một USD. Thì hiện tại nó đến năm từ 2014 đến 2017 thì nó tăng lên một chút, thì 2018 nó giảm, nhưng hiện nay thì nó phục hồi vào mức khoảng 7.1 tệ một USD. Thì gọi là bây giờ là ở mức đạt ở mức thấp nhất, tức là tỷ giá thì đạt ở mức cao nhất, nhưng theo xét về cái đồng tiền ấy thì họ đang ở mức gọi là rẻ nhất so với đồng USD trong vòng 10 năm trở lại đây. Thì cái có thể là Trung Quốc họ còn xét từ đầu năm nay thì Trung Quốc họ phá giá khoảng 4-5 cái đồng tiền của mình rồi. Thì về mặt xu hướng ấy, chính sách tiền tệ có thể là Trung Quốc họ có thể phá giá tiếp tục khoảng từ giờ đến cuối năm có thể thêm 1-2% hoặc 3%, thì cái chuyện đấy bình thường. Thì với một cái đầu với một cái sự biến động của một đồng tiền khoảng 1-2% trong vòng khoảng 6 tháng trong vòng khoảng 1 năm thì cái chuyện đấy là nó rất bình thường, không có vấn đề gì về mặt kinh tế vĩ mô cả. Và cái đấy có thể là một chính sách hoàn toàn chủ động của phía Trung Quốc. Đấy. Còn đằng sau của nó thì có thể là ví dụ như vừa rồi thì đương nhiên là Mỹ họ tìm mọi cách để họ có thể họ cáo buộc Trung Quốc để họ gây áp lực, thì cái chuyện đấy chúng ta thấy đấy đó là vâng. Thương mại thì chúng ta thấy là nó sẽ bị ảnh hưởng, ít nhất là bị ảnh hưởng, và những cái quốc gia láng giềng có thể sẽ tận dụng bởi các cái cuộc di cư của các cái nhà đầu tư lớn ở trên các cái vùng châu Á hoặc là các nước khác, nó sẽ di cư qua các nước lân cận. Và đó là cái làm cho áp lực lên cái đồng tiền, ít nhiều cũng làm áp lực lên cái đồng tiền nhân dân tệ để tiếp tục phá giá, bởi vì chúng ta thấy là một lượng đô lớn rút ra khỏi cái thị trường Trung Quốc, đúng không? Ít nhất là như vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng những cái sản phẩm nông nghiệp, những cái sản phẩm mà sử dụng con người nhiều để như nhà máy thì chúng ta sẽ đang có nhiều lợi ích để mà phát triển các nước sở tại của châu Á, cũng như là hàng nông nghiệp chúng ta có thể xuất vào Trung Quốc là có một cái lợi thế rất là lớn. Việt Nam thì thật ra là trong cuộc chiến tranh thương mại này thì
trên thực tế nếu mà xét ở mức độ gọi là song phương thôi ấy, thì Việt Nam đúng là có một cái rất lợi thế ở đây. Chẳng hạn như họ Việt Nam nông sản có thể xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều hơn, rồi là Việt Nam có thể xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn, bởi vì họ đánh thuế mà. Thực tế thì chúng ta thấy là tăng trưởng gọi là kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những tháng vừa qua cũng rất là mạnh, tăng trưởng đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên là ở một cái bình diện rộng hơn ấy, thì có thể là chúng ta thấy nếu mà cái cuộc chiến tranh thương mại leo thang rồi nó tiếp tục dẫn đến một cuộc gọi là chiến tranh tiền tệ, chẳng hạn như Trung Quốc họ phá giá, Mỹ họ tiếp tục phá giá lên, rồi Mỹ họ áp đặt những chính sách của Trung Quốc chẳng hạn, thì nó có thể nó gây ra những cái xáo trộn rất mạnh về trong kể cả cái hệ thống tiền tệ của thế giới. Và chúng ta thấy ngay là những phản ứng của cái thị trường chứng khoán châu Á, thị trường chứng khoán châu Âu và thị trường Mỹ, chúng ta thấy là các nhà đầu tư họ lo ngại như nào giữa cái cuộc mà gọi là đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Đấy. Thì ngay cả nếu như một cái kịch bản mới nhất mà chúng ta thấy lợi quyền lợi của chúng ta đang có nước kế cận, cuộc di cư của nhà đầu tư đó, thì như em thấy việc đầu tiên chúng ta không thể dời hết tất cả những cái nhà máy phụ trợ. Việc đầu tiên chỉ dời những cái nhà máy chính lắp ráp, và những cái linh kiện phụ trợ đó lại một lần nữa phải nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam, thì đó cũng làm áp lực lên cái tỷ giá của đồng Việt Nam, thương mại giữa chúng ta và Trung Quốc và giữa chúng ta và Mỹ, thì một lần nữa chúng ta lại phải đang bị một cái áp lực rất lớn, hoặc là kim ngạch xuất khẩu của chúng ta với Trung Quốc rất lớn, và nó làm cái đồng tiền của chúng ta khi mà đồng tệ nó giảm xuống như vậy, thì cái đồng Việt Nam của chúng ta cũng phải biến động tương ứng để cho cái thặng dư thương mại của Việt Nam, hoặc là thặng dư tại chúng ta là đang là một cái cầu nối giữa đồng tệ và đồng đô la, đúng không? Và chúng ta cũng phải biến động ở phía giữa này để cho thích hợp nhất, để cho có một cái bây giờ thì thật ra Trung Quốc là một đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam hiện tại, thì rõ ràng là cái sự biến động của đồng nhân tệ này ngay lập tức nó ảnh hưởng đến cái sự trực tiếp đến cái biến động của tỷ giá Việt Nam. Mặc dù là chúng ta neo cái đồng Việt theo USD, tuy nhiên là cái đồng nhân tệ nó ảnh hưởng rất lớn bởi vì cái giao dịch thương mại của Việt Nam với Trung Quốc rất lớn. Tất nhiên là ở đây chúng ta hiểu rằng là giữa Việt Nam Trung Quốc thì rất ít cái hợp đồng mà mua bán trực tiếp bằng nhân tệ, mà thông thường thì trong ngoại thương tiểu ngạch nó cũng có, nhưng đa số là những hợp đồng chính thức thì các nhà xuất nhập khẩu thì họ đều phải ký thông qua đồng USD hết. Tuy nhiên là ai nó vẫn ảnh hưởng về cái tỷ giá. Thì chúng ta thấy vừa rồi những đồng nhân tệ lên giá thì đồng thời mất giá, thì đồng thời Việt Nam cũng mất giá theo. Tất nhiên là mấy ngày qua thì cũng tất nhiên là nó còn một cái yếu tố nữa là thực sự là cũng có nhiều người thắc mắc rằng liệu Việt Nam có nên phá giá hay là có mất giá nhiều không. Thì cái quan điểm của mình thì nó thật ra thì đồng Việt Nam nó cái áp lực đến thời điểm hiện tại là chịu áp lực mất giá không có nhiều. Bởi vì thật ra Việt Nam là cái thằng như cán cân thương mại, thằng như tài khoản vốn của Việt Nam nó tương đối lớn trong từ đầu năm đến nay, nên là cái cung cầu đến ngoại tệ nó không mất cân bằng được. Mặc dù nó bị ảnh hưởng tâm lý và bị ảnh hưởng dây chuyền, nhưng về mặt cơ bản mà cái ảnh hưởng trực tiếp tỷ giá Việt Nam đấy là cung cầu đến ngoại tệ Việt Nam và cái yếu tố cân bằng ngoại tệ giữa trong nước của quốc tế Việt Nam nó không có lớn, dẫn đến là đồng tiền Việt Nam nó cũng ít biến động và gần như không có nhiều áp lực để phá giá. Thì chúng ta yên tâm là không có vấn đề gì phải phải sợ được tiền Việt Nam mất giá cả. Như vậy thì chúng ta thấy là có thể sẽ còn những cái ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Trung Quốc cũng như nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên thì với những cái sự mất giá vừa qua, chúng ta thấy của đồng tệ nó cũng chưa ảnh hưởng lớn lắm về cái vấn đề kinh tế so với quy mô kinh tế của Trung Quốc, với so với cái sự mất giá của đồng tệ thì nó chưa ảnh hưởng nhiều lắm với những gì mà chúng ta đang thấy. Thì đó là cái điều lo ngại đầu tiên của các cái nhà đầu tư tài chính trên thế giới. Họ lo lắng một cái điều gì đó xảy ra lớn hơn so với cái sự mất giá của đồng tệ mà thôi. Đó là sự lo lắng có thể có nguyên nhân. Tuy nhiên thì chúng ta không bàn những nguyên nhân đó ở đây, và hy vọng rằng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc định hình cũng như là nhận diện ra cái sự mất giá đó nó có tầm quy mô như thế nào. Xin cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian xem video. Chào các bạn. Xin cảm ơn. Xin chào em. Cảm ơn em.